Việt Nam chia sẻ những khó khăn với Tổ chức Liên Hợp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và sẽ tiếp tục đồng hành cùng UNESCO để vượt qua những khó khăn hiện nay là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 190 tại Pháp. Kỳ họp lần thứ 190 Hội đồng chấp hành UNESCO tập trung thảo luận về các cải cách lớn của tổ chức. Trước hết là việc cải tổ để tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh khó khăn tài chính và bàn về chiến lược ngân sách chung và dài hạn cũng như kế hoạch tài chính cho năm 2014-2015. Về cải tổ, Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova dự định cắt giảm và sát nhập 5 lĩnh vực hoạt động của tổ chức: văn hóa, giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin, xuống còn 3 lĩnh vực là văn hóa, giáo dục và khoa học. Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh UNESCO dành ưu tiên đặc biệt cho chương trình giáo dục cho mọi người. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến và nỗ lực của tổ chức để đẩy nhanh chương trình này đúng thời hạn 2015. Hàng năm Việt Nam dành 20% tổng chi ngân sách dành cho giáo dục. Trong lĩnh vực văn hóa, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh những danh hiệu của UNESCO có tác động tích cực về tình hình kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của di sản. Trong lĩnh vực khoa học và thông tin, Việt Nam đánh giá cao một số chương trình và sáng kiến của UNESCO như chương trình Con người và sinh quyền, chương trình Ký ức thế giới và sáng kiến mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. UNESCO đã cảm nhận được và đánh giá cao cái hoạt động của chúng ta. UNESCO đã ghi nhận những cái chia sẻ của chúng ta trong cái khó khăn hiện nay, tình hình chung thế giới, trong đó có hoạt động UNESCO, và đánh giá rất cao việc chúng ta vừa qua đã tổ chức một loạt các hoạt động liên quan đến hoạt động của UNESCO nói chung trong khu vực và trên thế giới. Bạn cũng đang ghi nhận và cũng sẽ xem xét rất nhiều những cái chương trình và dự kiến của chúng ta giới thiệu các di sản mới với lại UNESCO quốc tế, và tôi hy vọng là với cái đà như thế này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều di sản trong thời gian tới để giới thiệu với quốc tế và UNESCO cùng. Kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 190 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10. Trong một bước đi được nhìn nhận là để tạo thế cho hai cuộc tranh luận trực tiếp có liên quan đến các vấn đề đối ngoại và an ninh vào ngày 16 và ngày 22 tháng 10 tới, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, cựu thống đốc Mitt Romney đã có bài phát biểu công kích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của đương kim Tổng thống Barack Obama. Trong bài phát biểu trước các học viên Viện Quân sự Virginia ngày 8 tháng 10, ông Romney cho rằng Tổng thống đương nhiệm đã thất bại trong việc sử dụng ngoại giao như một công cụ để định hình và chi phối các diễn biến tại Iran, Israel, Libya, Syria, Nga và nhiều nơi khác trên thế giới, cũng như theo đuổi chiến lược thụ động thay vì thiết lập quan hệ đối tác với các đồng minh. Tôi biết ngài Tổng thống mong muốn Trung Đông an toàn hơn, tự do hơn và thịnh vượng hơn khi quan hệ với chúng ta. Tôi xin chia sẻ hy vọng này. Tuy nhiên, hy vọng không phải là chiến lược. Chúng ta không thể ủng hộ những người bạn và đánh thắng kẻ thù khi chúng ta không thực sự ủng hộ họ, khi chi tiêu quốc phòng của chúng ta bị cắt giảm sâu rộng, còn chiến lược lại không phải là đối tác mà là thụ động. Vị cựu thống đốc 65 tuổi cam kết sẽ gia tăng viện trợ quân sự và hợp tác với đồng minh Israel, siết chặt hơn các đòn trừng phạt nhằm buộc Iran phải từ bỏ các tham vọng hạt nhân, gia tăng triển khai tàu chiến trong khu vực để duy trì áp lực liên tục đối với Tehran. Bên cạnh đó, ông Romney cũng đề cập tới việc Đại sứ quán Mỹ tại Libya bị tấn công hôm 11 tháng 9, cáo buộc chính quyền thiếu sự đảm bảo an ninh cho các công dân Mỹ. Cũng trong bài phát biểu, ứng cử viên Romney đã thách thức Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ không thể hiện sự linh hoạt trong vấn đề phòng thủ tên lửa. Bài phát biểu này được cho là giúp ông Romney tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo đáng tin cậy về đối ngoại và an ninh. Nó cũng nhằm chỉnh sửa lại những phát biểu bị coi là hấp tấp và sai lầm mà vị cựu thống đốc này đã đưa ra sau vụ người biểu tình sát hại đại sứ và ba nhân viên ngoại giao Mỹ tại Libya hồi tháng trước, cũng như trong chuyến thăm Anh, Israel và Ba Lan hồi tháng 7 vừa qua. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp diễn ra tại Luxembourg, nhóm bộ trưởng tài chính các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, gọi tắt là Eurogroup, đã nhất trí về một loạt vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực. Trong đó đáng chú ý là quyết định thông qua gói cứu trợ mới trị giá 800 triệu euro dành cho Bồ Đào Nha. Eurogroup cũng đã khởi động cơ chế bình ổn châu Âu, sáng kiến được kỳ vọng là sẽ góp phần đảm bảo ổn định tài chính trong Eurozone. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Chủ tịch Eurogroup Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, chính phủ Bồ Đào Nha đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các cam kết thắt chặt chi tiêu và tái cơ cấu nền kinh tế. Lisbon đang tiến hành cải cách nhanh hơn dự kiến và đang tiến gần đến các mục tiêu đã đề ra.
Do đó, chúng tôi đã phê duyệt khoản giải ngân tiếp theo trị giá 800 triệu euro dành cho Bồ Đào Nha, nâng tổng số tiền cứu trợ cho nước này lên 4,3 tỷ euro, trong đó bao gồm khoản cứu trợ 2 tỷ euro từ Quỹ ổn định tài chính châu Âu. Các bộ trưởng tài chính Eurozone cũng hoan nghênh kế hoạch nâng phúc lợi xã hội cho người lao động của chính phủ Bồ Đào Nha nhằm giải quyết những bất ổn xã hội đang có chiều hướng gia tăng tại nước này. Cũng trong cuộc họp tại Luxembourg, các bộ trưởng tài chính Eurozone đã khởi động cơ chế bình ổn châu Âu, thay thế Quỹ ổn định tài chính châu Âu sau 2 năm trì hoãn. Quỹ cứu trợ tài chính mới của Eurozone trị giá 500 tỷ euro, tương đương khoảng 653 tỷ đô la Mỹ, sẽ được dùng để cấp các khoản vay cho các nền kinh tế thành viên gặp khó khăn, với điều kiện những nước này phải áp dụng những biện pháp thắt chặt chi tiêu và tái cơ cấu nền kinh tế. Theo kế hoạch, đến năm 2014, quỹ sẽ đạt được đầy đủ công suất cho vay. Quốc gia đầu tiên nhận được cứu trợ sẽ là Tây Ban Nha, vốn đang cần 40 tỷ euro để cứu trợ ngành ngân hàng. Cuộc họp của Eurogroup cũng thảo luận về tình hình tại Hy Lạp. Chưa bằng lòng với những nỗ lực cải cách tại Hy Lạp, các nước Eurozone cùng các nhà tài trợ quốc tế quyết định gia hạn thêm 10 ngày để Athens thực hiện cam kết của mình nếu muốn tiếp tục nhận được các khoản cứu trợ tài chính. Tại cuộc họp của Eurogroup, các bộ trưởng tài chính Eurozone đã xem xét báo cáo về tình hình Hy Lạp của nhóm bộ ba nhà tài trợ, gồm Ủy ban châu Âu EC, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Báo cáo đánh giá Hy Lạp đã đạt được một số bước tiến trong việc thực hiện cam kết cải tổ kinh tế, nhưng các nhà tài trợ vẫn cho rằng Athens cần nỗ lực hơn nữa để nhận gói cứu trợ mới. Chúng tôi đã nhất trí rằng trước khi được giải ngân khoản cứu trợ mới, Hy Lạp cần chứng minh rõ việc thực thi đầy đủ các cam kết cải cách hồi tháng 3. Và thời hạn chót cho việc thực thi các cam kết này là ngày 18 tháng 10 tới. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định 10 ngày là không đủ để Hy Lạp đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của mình, dù rằng nước này đang rất cần khoản cứu trợ mới. Mới đây, Thủ tướng Hy Lạp Antonios Samaras đã cảnh báo nước này không có đủ khả năng chấp nhận các liều thuốc đắng thêm nữa, và nếu không sớm nhận được khoản cứu trợ tài chính mới, ngân khố Hy Lạp sẽ cạn kiệt vào tháng 11 tới. Tuyên bố trên của các chủ nợ quốc tế đối với Hy Lạp được đưa ra một ngày trước khi Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Hy Lạp nhằm thảo luận với giới chức nước này về các biện pháp tháo gỡ bế tắc hiện nay. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Merkel kể từ khi Hy Lạp lâm vào khủng hoảng tài chính cách đây hơn 2 năm. Hôm qua, Nga đã chính thức đưa tuyến đường ống thứ 2 thuộc dự án dòng chảy phương Bắc vào vận hành, góp phần giảm chi phí vận chuyển và ổn định nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu. Buổi lễ được tổ chức tại thị trấn Porotovia thuộc tỉnh Leningrad của Nga với sự tham dự của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder cùng lãnh đạo các công ty tham gia dự án dòng chảy phương Bắc như Nord Stream và Gazprom. Tuyến đường ống thứ hai của dự án dòng chảy phương Bắc chạy xuyên biển Baltic từ Leningrad của Nga đến khu vực Greiwa của Đức. Với công suất 27,5 tỷ mét khối khí đốt một năm, lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống thứ hai này sẽ đủ để cung cấp cho hơn 26 triệu hộ gia đình của châu Âu. Từ nay, nhiên liệu xanh sẽ được vận chuyển trực tiếp và ổn định từ Nga cho các nhà tiêu thụ khí đốt ở Tây Âu với công suất lên tới 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Ngoài sự ổn định, tuyến đường ống thứ hai cũng giúp giảm chi phí vận chuyển tới 1,5 lần, tương đương 1,5 tỷ đô la mỗi năm so với tuyến đường ống quá cảnh qua Ukraine. Tuyến đường ống thứ nhất của dự án dòng chảy phương Bắc cũng có công suất 27,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm và dài 1.224 km chạy từ Nga qua biển Baltic tới Tây Âu, được đưa vào hoạt động từ tháng 11 năm 2011. Dự án này được Tổng thống Nga Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đặt nền móng. Cũng trong ngày hôm qua, quan chức quốc phòng 28 nước thuộc khu vực Tây Bán Cầu, trong đó có Mỹ, Mexico, Jamaica, Honduras, Peru, đã gặp nhau tại Uruguay để thảo luận về các mối quan tâm chung trong khu vực. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan tới khu vực Nam Đại Tây Dương, nơi xảy ra tranh chấp giữa Argentina và Anh đối với hòn đảo Malvinas, và còn phía Anh thì gọi là Falkland, có thể cản trở hội nghị ra tuyên bố chung. Quan chức quốc phòng các nước Tây Bán Cầu khẳng định hội nghị này được tổ chức nhằm tăng cường sự đoàn kết trong khu vực. Đối với Peru, đây là một cơ hội quý báu giúp tất cả các nước trong khu vực thảo luận, tăng cường sự đoàn kết về an ninh và quốc phòng. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan tới hòn đảo tranh chấp Malvinas mà London gọi là Falkland giữa Argentina và Anh đã khiến các đại biểu vẫn chia rẽ trong việc ra tuyên bố chung. Đã có hai trường phái tại hội nghị. Một bên cho rằng Nam Đại Tây Dương là khu vực hợp tác và hòa bình, trong khi một số nước khác lại gọi đây là khu vực phi hạt nhân hóa. Một bên không muốn đưa vấn đề này vào tuyên bố chung, còn một số nước khác, trong đó có Uruguay và các nước thuộc Liên minh các nước Nam Mỹ, cho rằng vấn đề này cần được đưa vào tuyên bố chung. Dự kiến, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ ra tuyên bố chung vào ngày 10 tháng 10.
Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.